Hello các bạn, lại là Phúc đây. Không biết bạn bè của Phúc có ai nổi hứng toàn là lúc 9-10 giờ đêm xách xe đi ăn không ta? Nếu mà đã xác nhận có thì tôi nghĩ nên lập hội những con heo đi ăn đêm được rồi đó đa. Ác cái là 9 giờ đêm lại thèm vú heo nướng, vậy là tôi xách xe chạy ra khu chợ lớn. Ở đây có nguyên một cái khu bán vú heo rất là ngon. Tầm 6 giờ thì mấy xe bán vú heo mới ra nha. Vì những xe này bán trên vỉa hè cho nên nếu mà các bạn đi ban ngày hay buổi chiều thì các bạn sẽ không thấy gì đâu. Để dễ kiếm thì các bạn cứ tìm đến bến xe chợ lớn trên đường Lê Quang Sung từ ngã ba Nguyễn Thị Nhỏ cho đến ngã tư Phạm Đình Hộ thì Phúc thấy có cả chục xe bán vú heo nướng ở đây nha. Ngày xưa thì chỉ có hai xe thôi nhưng mà bây giờ bán đông lắm cái xe mà phúc hay ăn vú heo nướng là xe đầu tiên nha có tên là heo chợ lớn menu ở đây thì cũng khá là đa dạng giá tính trên trăm gram có các món như là vú heo nướng chao muối ớt nướng chiên muối ớt xanh có giá là 50 000 ngàn đồng một trăm gram nếu như các bạn không thích vú heo thì còn có cu heo tay heo lưỡi heo bạch tuộc bong bóng chân gà nướng nói chung là nhiều lắm hôm nay thì phúc sẽ quyết định mua hai trăm gram vú heo nướng muối ớt xanh giá là một trăm ngàn mỗi phần vú heo nướng sẽ được tặng kèm đầu bắp chiên thêm một ít hành phi một điểm mà phúc phải khen là vú heo miếng nào miếng nấy dày lắm luôn buổi tối ở đây nướng thịt khói ba ngay ngút luôn thêm cái điện máy ở gần đó mở nhạc tết ta nói nó lần lần như là sắp đến đêm giao thừa vậy đó liếc mắt qua bên kia đường thấy có bán bánh tráng nướng với xiên nướng ngay trước quán trà tắc phúc an vậy là tôi qua tôi làm luôn nguyên một combo hai ly trà tắc một cái bánh tráng nướng và hai cây xiên thịt nướng ăn luôn tại chỗ nó đã gì đâu thịt ở đây ướp ngon lắm nha một xiên là 12 hai ngàn bánh tráng nướng hai chục ngàn đồng một cái trà tắc mười lăm ngàn đồng một ly xà quần một hồi thì cũng đã no được cái bụng các bạn đừng quên follow kênh của phúc để có thể khám phá thêm những địa điểm ăn uống ngon rẻ bình dân ở sài gòn nha hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai